Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game Quả Long Truyền Kỳ nha anh em, hay còn gọi là Quả Long Nhẫn Giả ha. Thì con này hôm nay sẽ chính thức open server mới nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 5 ha, vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Thì con này là một cái con game revive có cả là Android lẫn iOS luôn nha. Thì anh em có thể chơi cái server mới của con này nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho mấy anh em những cái thông tin chi tiết của con này để mấy anh em chơi ha. Thì trước tiên á, là anh em đi tải game nha anh em. Rồi, đây là cái fanpage chính thức của con là Quả Long Nhẫn Giả nha anh em, hay còn gọi là Quả Long Truyền Kỳ ha. Thì con này sẽ chính thức open server 5 nha anh em. Rồi thì anh em có thể tải con này trên cái trang chủ là quả-chi.xyz ha. Thì đây. Ở đây thì anh em có thể tải là Android nè, iOS nè. Thì anh em chơi nền tảng nào thì có thể tải nền tảng đó nha anh em. Anh em nào cần hỗ trợ thì có thể liên hệ ở đây ha. Thì thông tin của AD thì vẫn ở trang chủ nha anh em. Ở đây có group Zalo nè, fanpage rồi nè. Thì anh em có thể liên hệ AD để AD hỗ trợ cho mấy anh em ha. Thì con này ở phần server mới là sẽ free cho mấy anh em là một cái bộ cô đi tân thủ như thế này nha anh em. Thì anh em có thể nhập nó trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi nhập cái bộ cô đi này luôn để xem AD cho những gì nha anh em. Thì ngoài cái cu đi tân thủ á, anh em có thể chơi những cái sự kiện như là lai xe nè. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, anh em gửi về bay thì anh em sẽ nhận được phần quà lai xe nha anh em. Thì phần quà lai xe á, là phần thưởng nè, phần thưởng lai bay nè ha. Anh em sẽ được 30 triệu vàng nè, và phần thưởng xe đủ 10 nhóm thì anh em sẽ nhận được là 15 tỷ bạc, 15 tỷ EB Ninja nha, và 500 đá nha anh em. Đấy, thì đây là những phần thưởng khi mấy anh em xe đầy đủ 10 group nha anh em. Đấy, anh em là nào là làm được thì có thể nhận được những phần thưởng này nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhập code ha. Thì anh em vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em lên trang chủ khi anh em đăng nhập tài khoản nha anh em. Rồi thì mình sẽ đăng nhập vào. Thì ở đây anh em sẽ chọn qua cái phần là group code ha. Ở đây nó có gợi ý cô đi cho mấy anh em luôn, anh em chỉ cần chọn server thôi. Thì mình đang làm demo trên server 4 nha anh em, server 5 sẽ chính thức open server ngày hôm nay nha, server 5 sẽ chính thức open ha. Rồi thì anh em sẽ nhập mà cô đi vào nha anh em, thì mình sẽ nhập tất cả nha. Đây, nhận thưởng. Rồi sau khi mình đã nhập tất cả thì anh em có thể vào game ha, vào phần thư mình nhận nha anh em. Thì ở đây mình giới thiệu thêm một tí xíu nha anh em. Ở đây nó có cái cửa hàng nè, thì anh em có thể mua những cái vật phẩm ở trong này nha anh em. Đấy, anh em có thể mua những cái con tướng đỏ ở đây nè, và cái phần anh em chơi phần tích nạp ha. Thì anh em có thể nhận được những cái phần thưởng ở trong này nha anh em, khi mấy anh em đạt được mốc ha. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Rồi quay trở lại game á, là anh em sẽ vào phần thư anh em nhận cái phần thưởng cô đi tân thủ của mình nha. Thì đây là tất cả những phần thưởng cô đi tân thủ nha anh em, thì mình sẽ nhận hết ha. Đấy, thì mình thấy là cho rất là nhiều luôn nha anh em. Thì vàng nè, và những cái gương tướng nè. Đấy, 100 gương để mình xem, mà cái gương này là 100 con hay là 100 mảnh nha anh em. Đấy, nói chung là nhận tất đi. Mình sẽ vào cái ba lô ha. Đây, vào cái ba lô thì đây là một hai cái gương tướng luôn nha anh em, là 100 cái nè. À, tướng để mình xem thử cái nhận là cái tướng, một con tướng hay là mảnh tướng nha anh em. Thì mình sẽ nhận thử cái con này đi. Đấy, rồi như vậy là rất ok nha anh em. Thì con này free cho mấy anh em là 100 con tướng hệ âm dương hả. Nói chung là free cho mấy anh em là 200 con luôn nha anh em, 100 con này và 100 con này ha. Con này là tướng gì đây? À, ít cộng. Là free cho mấy anh em là 100 con ít cộng và 100 con tướng ít nha anh em. Đấy, rất là ngon nha. Thì anh em có thể chiến con này nha anh em. Còn đây là cái rương đồ nha anh em. Đấy. Rồi thì anh em có thể lấy những cái con tướng ở đây ra ha. Đây rất là nhiều luôn, anh em chơi cái con nào thì có thể lấy ra nha anh em. Để tướng cho mấy anh em như vậy là rất là nhiều nha. Anh em có thể chiến cái server mới của con này nha anh em.
Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link cũng như cô đi mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em. Anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Whenever you need my love, need my love.